Ngày hôm nay thì cái người làm ông anh làm cho em nghỉ mọi người, cho nên là công việc chỉ có hai anh em thôi. Và heo lớn rồi thì cái vấn đề ở đây em rùa cắm, tức là chúng ta đi cắm bằng tay, cho nên là tương đối công việc nó hơi bận biểu. Đến bây giờ là giờ chiều rồi, sắp 5 giờ rồi em mới làm video được đây, cho nên là có lẽ em cũng không chia sẻ nhiều. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta có một thông tin thì tương đối là cũng vui cho bà con nông hộ, tức là cuộc sống thì nó có này có kia. Thì như nông hộ chúng ta thì hay bị chèn ép về giá hoặc là thu hẹp cái khoảng cái đất để mở trại hiện nay, tức là cái đất chăn nuôi chúng ta bị thu hẹp rồi. Nhưng hiện tại thì ngày hôm nay cũng nhận được thông tin là sắp tới sẽ có truy thu thuế cho những người thu mua heo đó mọi người. Tức là anh mua của công ty có hóa đơn chứng từ đàng hoàng thì bắt buộc anh phải nộp thuế cho nhà nước. Thì cái này em sẽ đi chia sẻ thông tin nó kỹ hơn. Và với cái vấn đề đó xảy ra, nhà nước bắt đầu áp dụng á, thì thương lái họ sẽ chuyển qua mua heo dân nhiều hơn. Thì đây cũng là một cái lợi thế. Thì sau này chúng ta bao giờ mà người ta áp dụng á, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái giá heo của chúng ta, bà con nông hộ chúng ta buôn bán sẽ dễ hơn. Tất nhiên thì sau này khả năng là công ty họ cũng phải là chiết khấu hoặc là tính toán làm sao để cho cái vấn đề thuế này và cái giá nó hạ lại thì người thương lái họ mua. Nhưng hiện tại thì chúng ta cứ nắm thông tin này, chúng ta lấy cái động lực để chúng ta chăn nuôi đã. Như thường lệ thì đầu video chúng ta cũng sẽ đến với thông tin giá cả thị trường heo hơi trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8 năm 2024. Nhưng trên bảng thị trường chăn nuôi thì chúng ta là thấy tiếp tục trên cả nước chúng ta không có sự thay đổi về giá trong ngày hôm nay. Cụ thể ở tại khu vực miền Bắc thì giá heo hơi tiếp tục lình xình ở mức giá là 64 cho đến 66.000 đồng một ký. Giá phổ biến là từ giá 64 cho đến 65.000 đồng một ký. Riêng các tỉnh như là Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang và Hưng Yên thì giá heo cao hơn một giá và đang ở mức giá là 66 cho đến 67.000 đồng một ký. Theo đánh giá của một số thương nhân thì nhu cầu tiêu thụ heo mỡ cho làm bánh trung thu vẫn khá tốt, cùng sức mua tăng từ thị trường bán lẻ cho dịp rằm tháng 7 làm cho cái giá heo của chúng ta không tăng, nhưng mà những ngày hôm nay là dễ bán hơn. Và với cái thông tin này thì em nghĩ chúng ta cũng có thể canh thời gian mọi người. Nếu ví dụ như heo của chúng ta rơi vào tháng 7 mà nó lên số ký to, nói chung là hơi cắn mỡ đi, thì chúng ta vẫn bán được giá cho cái thời điểm mà người ta thu mua làm bánh trung thu như hiện nay. Thông tin tại chợ đầu mối Ngọc Lũ, tức là chợ Lần Hà Nam cho biết thêm, sau khi chợ bán chậm trong hai phiên trước đó thì tới ngày hôm nay lượng heo về chợ giảm lại, còn quanh cái mốc là 2.500 con, trong đó là heo từ miền Trung ra 6 đến 7 xe. Như vậy thì chúng ta thấy là miền Trung và miền Nam vẫn tiếp tế heo cho miền Bắc chúng ta lúc nào cũng gần một nửa chợ, tức là một nửa số lượng heo trong chợ. Giao dịch tại chợ là lượng heo về giảm nên chợ bán trôi với giá heo đầu là khoảng 69-70.000 đồng một ký. Giá này tăng thêm 500-1.000 đồng so với lại giá ngày hôm qua. Và mức phổ biến vẫn ở mức giá là 65-66.000 đồng một ký, không có sự thay đổi. Hàng chân là tăng lên mức là 60.000 đồng một ký trở lên và lượng tồn lại không đáng kể. Với thông tin này thì ngày hôm nay chúng ta thấy chợ bán khá trôi, tức là cái phản ánh cái thị trường tương đối là sôi động. Bởi vì cái số lượng về chợ mà 2.500 con là cái đây là cái số lượng trung bình của những cái tháng trước đây mọi người. Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta thấy lượng heo về khu vực miền Bắc của chúng ta, tức là về chợ Hà Nam quá nhiều, tăng lên là 3.000 đến 3.000 hơn, cho nên là những ngày trước chúng ta thấy tương đối ế. Như vậy là thị trường trong tháng 7 này vẫn không ế mọi người. Chúng ta thấy như vậy thì vẫn không ế, vẫn tiêu thụ tốt. Tuy nhiên thì khả năng người ta đánh giá là nửa cuối tháng 8 này, chúng ta đã tháng 8 dương á, thì khả năng giá heo chúng ta sẽ chững lại. Cụ thể thì giá heo công ty CP tại khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2024 tiếp tục đi ngang ở mức giá là 66-67.000 đồng một ký. Heo dân tại Thái Bình cùng với Bắc Giang đang giao dịch ở mức giá là 65-67.000 đồng một ký. Hà Nội thì đang giao dịch thấp hơn một giá và đang ở mức giá là 65-66.000 đồng một ký. Như vậy là heo dân và kể cả heo công ty thì trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi về giá. Đến với thị trường heo hơi từ khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì trong ngày hôm nay tại khu vực này cũng không có sự thay đổi về giá. Và hiện tại thì heo dân vẫn đang giao dịch ở mức giá là khoảng 62-65.000 đồng một ký. Các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng thì có giá cao hơn và đang giao dịch ở mức giá là 64-65.000 đồng một ký. Ngược lại thấp nhất thì gồm các tỉnh như Đắk Lắk, Quảng Trị, Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Hiện tại chỉ giao dịch ở mức giá là 61-63.000 đồng một ký. Tuy nhiên thì đối với con heo năm sau, tức là GF ở khu vực Quảng Ngãi, Bình Định vẫn có thể bán được giá 63-64.000 đồng một ký.
Và cụ thể thì giá heo công ty tại khu vực Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay cũng tiếp tục đi ngang ở mức giá là 67.000 đồng một ký. Nam Trung Bộ đang giao dịch ở mức giá là 64 đến 67.000 đồng một ký, giá này cũng không có sự thay đổi. Heo dân tại Nghệ An đang giao dịch ở mức giá là 63 cho đến 65.000 đồng một ký. Bình Định cùng với Đắk Lắk thì đang giao dịch ở mức giá là 62 cho đến 64.000 đồng một ký, giá này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Đến với thị trường heo hơi tại khu vực miền Nam thì mặt bằng giá heo cũng không có nhiều thay đổi trong ngày hôm nay và hiện tại vẫn đang dao động ở mức giá là quanh cái mốc là 61 cho đến 65.000 đồng một ký tùy theo vùng và tùy theo phẩm cấp. Thông tin tại chợ đầu mối Tân Xuân cho biết thêm thì rằng sáng nay lượng heo nhập lò là 5.100 con, nhập chợ là 5.000 con, trong đó là heo nhỏ hơn 1.100 con. Như vậy là tình hình là chúng ta thấy heo nhỏ, heo nhỡ là về chợ lại tăng lên. Đây là một cái thông tin mà chúng ta nhận rất là lâu rồi, tức là rất là dài ngày. Cho nên là khả năng khu vực ở miền Nam của chúng ta, tình hình về dịch bệnh vẫn còn rất là bất ổn. Giao dịch tại chợ đầu phiên bán yếu với giá lệnh sình là khoảng 70 đến 72.000 đồng một ký, nên thương lái đưa heo vào giết mổ chậm để theo dõi diễn biến chợ thay vì mổ liên tục. Heo không về dồn dập nên nửa cuối phiên chợ bán trôi, cuối phiên không rớt giá với từ 74.000 đồng một ký trở lên. Giá bình quân trong ngày hôm nay dao động ở mức giá 75 cho đến 76.000 đồng một ký đối với heo xô, 78.000 đồng một ký đối với heo khá, thương lái hòa vốn vật có lời. Như vậy là chúng ta thấy ngày hôm nay chợ ở miền Bắc bán trôi thì chợ ở miền Nam cũng tiếp tục bán trôi. Và cụ thể thì giá heo công ty CP tại khu vực miền Đông trong ngày hôm nay không có sự thay đổi về giá và đang giao dịch ở mức giá là 65.500 cho đến 67.000 đồng một ký. Ở miền Tây thì hiện tại đang giao dịch ở mức giá là 66.500 đồng một ký, giá này cũng không có sự thay đổi. Heo dân tại Đồng Nai đang giao dịch ở mức giá là 63 cho đến 65.000 đồng một ký. Tiền Giang và Bến Tre thì đang giao dịch ở mức giá là 61 cho đến 63.000 đồng một ký, giá này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Tình hình chung thì trong ngày hôm nay giá heo tiếp tục đi ngang, tuy nhiên thì chợ Hà Nam bán trôi, kể cả là chợ Tân Xuân bán trôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến lại một số thông tin về giá heo trong video ngày hôm qua mà anh chị đưa lên kênh. Tuy nhiên trước khi đến với thông tin giá heo thì em xin được cảm ơn tất cả mọi người. Trong cái video ngày hôm qua em nhận rất là nhiều tin nhắn. Mặc dù là video chỉ 5.000 mấy lượt xem nhưng mà tới 66 cái tin nhắn. Và hết trong đó là những tin nhắn nói chung là chúc sức khỏe, những lời yêu thương gửi đến em. Đây là một cái điều tuyệt vời nhất. Nó mang cho người ta một cái tâm trạng nó chất. Tức là em rất là muốn làm video, muốn có thêm những cái thông tin hữu ích, những cái chia sẻ cho bà con chúng ta. Đó là cái động lực để cho em ra làm video mỗi ngày. Thì ở đây trên kênh một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người. Quay lại với thông tin về giá heo thì đầu tiên chúng ta có thông tin từ anh Hoàng Văn Hậu báo là Bình Gia Lạng Sơn có giá 70-72. Hiện tại thì với mức giá này nó quá cao so với thị trường, bởi vì thị trường chúng ta đỉnh chỉ mới 67 thôi. Thì không biết là anh bán lần như thế nào, mong mình chia sẻ thêm. Tiếp theo là chị Nàng Nguyễn báo là ở Tiền Giang, chị bán ra 64 ngày 14 tháng 8. Anh Phương Thanh thì báo Thành phố Hồ Chí Minh gần chợ đầu mối, gần giá 63 cho mổ lẻ. Ai nói bán 65 số 6 là không đúng, không chính xác. Thì không biết ở khu vực này anh chị bán được giá bao nhiêu, chúng ta có thể thêm thông tin được không ạ? Một nickname không tên thì hỏi em là giá cao thế này thì có nên tới đàn không? Thì ở trên video ngày hôm qua cũng có ý của anh Thanh nói là giá heo công như thế thì nuôi sao có lời. Tức là với cái giá này mà giá heo công quá cao thì không có lời. Tuy nhiên thì chị Hạnh lại nói rằng là nếu mà giá này không rớt thì sắp tới chị là tiếp tục đi du lịch. Tức là chị vẫn phấn khởi với cái giá này. Và theo em thì hiện tại đối với cái giá heo con chúng ta mua vào là 2 triệu nhập cám nuôi cho heo lên tạ đi, thì 3 triệu tiền cám nữa. Tất nhiên phải ra tạ lẻ nhưng mà em tính tới tạ thôi. Nếu anh chị bán 60 thì anh chị vẫn có lời. Hiện tại nếu 3 triệu và 2 triệu thì mới có 5 triệu thôi. Thì 55 thì chúng ta đã hòa vốn và có lời rồi, trừ luôn hưu hụt. Cho nên là giá 60 thì anh chị phải gọi là có lời. Nếu ai chưa có lời thì anh chị phải xem lại chúng ta vướng ở chỗ nào để chúng ta cùng nhau giải quyết. Và tất nhiên thì chúng ta còn rất là nhiều tin nhắn nữa trên kênh nhưng mà chúng ta không thể thông báo hết một lần được. Cho nên mọi người cũng thông cảm. Cũng như là những tin nhắn như nickname là KAF74 đây. Thì chị cũng nói chung là chị rất là vui khi sự hao hụt đồ con chi giảm đi rất là nhiều sau khi xem những video của em. Thì đó là những cái thông tin, những cái bình luận mà nó giúp cho em tạo thêm cái động lực để làm video mỗi ngày. Một lần nữa thì em xin cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái thông tin mà
sắp tới sẽ đánh thuế về cái việc mà thu mua heo của các công ty, tức là thương lái mua của công ty có hóa đơn đó mọi người. Theo thông tin từ báo Thị trường Chăn nuôi, mặc dù tồn kho heo của cả ba miền có xu hướng tăng, nhưng nguồn cung heo giai đoạn này chưa thực sự dồi dào, trong khi sức mua của thị trường có thể tốt hơn kể từ sau kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Khi các trường hợp đồng loạt mở cửa trở lại nên các công ty cũng không quá chịu nhiều sức ép. Tuy nhiên, một trong những vấn đề lớn mà thương lái đang phải đối mặt hiện nay đó là vấn đề thuế thu nhập cá nhân, có thể khiến cho lượng heo bắt từ các công ty giảm mạnh. Thương nhân cho biết hiện một số tỉnh đang bắt đầu truy thu thuế thu nhập cá nhân đối với thương lái buôn heo. Kỳ truy thu từ năm 2021 trở lại đây, thời gian truy thu khá lâu nha mọi người, với cái mức thuế áp dụng là 1,5% doanh thu ghi nhận từ các công ty, tức là có hóa đơn. Nếu việc truy thu này được mở rộng, có thể sẽ khiến cho các thương lái phải nạp khoản thuế từ vài chục triệu cho đến là vài chục tỷ đồng, tùy thuộc vào doanh số mà mua hàng từ các công ty. Lo ngại về khoản thuế phải nạp, hiện một số thương lái có xu hướng trả lại mã số mua hàng cho công ty, chuyển sang bắt heo dân nhiều hơn cho an toàn. Ở đây khi mua hàng của công ty á mọi người, chúng ta phải có mã số. Ở đây người ta hay đọc là khâu á, hoặc là cốt ấy, tức là anh phải đặt cái cốt đó, cái khâu đó thì anh mới có giá của công ty, rồi người ta mới mua. Tức là khi đặt cái này thì chúng ta phải có số lượng, ấp số lượng thì mới có cái mã số để chúng ta mua. Nên hiện tại là thương lái họ trả lại, chuyển sang bắt heo dân nhiều hơn. Thì những cái thông tin này sẽ cho chúng ta thấy rằng nếu có khoản thuế này áp dụng thì thời gian sắp tới thì chúng ta bán heo dân sẽ dễ dàng hơn là công ty. Và đó cũng là tất cả những thông tin trong ngày hôm nay. Một lần nữa thì em cũng xin chúc tất cả mọi người chúng ta giữ gìn sức khỏe, giữ gìn an toàn sinh học để chúng ta chăn nuôi heo tốt hơn. Một lần nữa bà con hãy nhớ rằng trong năm 2024 này nếu chúng ta có heo là chúng ta chiến thắng, chúng ta sẽ có lời. Nên bà con cố gắng hãy làm tốt nhất những gì có thể cho con heo của chúng ta, nhất là vấn đề an toàn sinh học. Còn bây giờ thì em xin chào và gặp lại.